chào cả nhà, chào các bạn. Thì hôm nay Hiền với ngoại với cái sở nông nghiệp Phước Thiện đi phát quà tiếp cả nhà ơi. Thì hôm qua phát không có hết, bữa nay thì đi phát quà tiếp ở ngoài hả? Phát gạo ở xa phải không? Bữa nay thì đi rất là xa chứ không, tại vì cái này là đi từng nhà cả nhà. Rồi cho những gia đình mà khó khăn nè, tật nguyền nè, nhưng mà Hiền quay không có thể nào mà Hiền không có thể nằm mà quay rõ được, tại vì phát rất là nhiều nhà, bởi vì vô là Hiền chỉ quay sơ lược cái mà thôi chứ không có thể nào quay rõ. Cả nhà thông cảm cho Hiền, nếu mà sau này mà có thời gian thì Hiền sẽ quay rõ hơn, nhưng bây giờ thì Tết, gần Tết rồi, làm là tại phát rất là nhiều luôn á, không có thể nào quay rõ, chỉ quay sơ thôi cả nhà. Thì Hiền cũng mời cả nhà cùng Hiền đi phát quà cùng cô Hai ngang cả nhà ơi. Đây là đoàn sở Phước Thiện cả nhà. Sở Phước Thiện chào mấy cô mấy chú buổi sáng. Đây là sở Phước Thiện nha. Đây là cái sở Phước Thiện nha cả nhà. Bà leo lên đây luôn đi, khỏi đi ra xa. Bà bên đây rồi. Bà leo lên luôn. Leo lên đi. Lên. Lên luôn đi. Cái này là đi phát từ nhà nha cả nhà. Đây là phát mập, phát mỗi tháng luôn. Tháng nào cũng phát hết. Thì nay là đi qua tới dân tộc người Chăm cả nhà. Thì đội của cô Hai đi phát từng gia đình luôn. Thì mấy người mà gia đình nghèo neo đơn phát quà đặng ăn Tết. Anh em con từ tháng Tết không có đi được nên nay đi trước. Ông tất cả mình vô qua bệnh viện. Ừ, phải ha. Quẹt từ cũng mai bệnh một bệnh hoài. Bây giờ mở quẹt không thấy đường nữa, thấy mờ mờ. Sao mấy ông mấy cậu còn ở đâu lên? Không thấy đường mà đem mất kiến đẹp quá bời. Mất kiến. Thật sự ha. Nó thấy đường một chút. Đừng thôi cho ai. Có chi không? Thôi anh em ghé thằng cô cũng quà rồi, thôi anh em đi ha. Dạ. 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 Đâu con đi à? Tiếng người nhỏ chứ tiếng nghe nó rõ dữ lắm luôn. Kêu cái thành tới bên kia luôn. Đây là cái này là cái danh sách mình là có tên rồi. Có. Là mỗi tháng có đều có. Cấp tới chết thôi. Cấp tới chừng nào chết thôi. Dạ. Đúng rồi. Hoặc là gia đình khi nào mà thay đổi nền kinh tế có người lo rồi. Khỏi lo nữa. Vậy là cấp tới mà mắc thôi ha. Mắc thôi. Rồi vậy thôi anh em. Đi tiếp cả nhà ơi, đi tiếp nhà khác. Chị ơi, khỏe chơi. Dạ, khỏe, dạ, khỏe. Dạ, chúc gia đình nhà mới luôn vui vẻ ha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ. Em muốn chúc mấy chị khỏe, mấy chú, mấy chị khỏe thôi ha. Dạ, cảm ơn. Ở bên đây là toàn là dân tộc Chăm ha cả nhà. Thì bữa nay đi rất là xa, mỗi gia đình á thì một phần quà nhỏ đặng cho mấy gia đình nghèo ăn Tết nha cả nhà. Giờ đi tiếp cả nhà ơi.
bên đây người dân tộc thì nhà nhỏ nhỏ gì không phải nhờ nhà nhỏ nhỏ gì không vòng vòng là toàn là nhà gì không rồi. Cái này là mỗi tháng phát nha cả nhà, vì tháng nào cái sở Phước Thiện cũng đem lên một phần quà cho mấy cái hộ khó khăn nha. Giờ đang đi vô trong thì Hiền có lần này Hiền có về á, thì Hiền quay Hiền chia sẻ chứ tháng nào ở đây cũng đi phát từng gia đình vậy hết. Đi vô nhà hôm nay sở em lúc trước không à, cũng vậy. Cũng vậy hả, còn yếu hơn đợt trước cũng. À. Người bệnh trong này nè con. À, ai ai lưng trong lòng á. Cái này là phát gạo tháng giêng, tại Tết ở sở. Nằm tại chỗ cả nhà. Còn trẻ rồi, tên chịu nằm cho đi. Nhiều năm rồi. Nhiều năm, 20 năm rồi. Dạ. Đi được không cô? Dạ không. Chừng nào đỡ lên thì đèo suốt vậy. Ngồi dạ. Cái đó là tiểu tiện á. Từng thay lần. Cái này là tiểu tiện nè. Té cây. Đi bắt ong, đi bán. Mà nó xui rủi gì đâu mà người ta trèo trước không sao mà mình đi sau rồi. Cũng có một cây hai thằng trèo lên, thằng trước không sao, thằng nó trèo lên cái gãy xuống. Gãy cây hả cô? Gãy cây, gãy dạ, nhắn. Dạ. Bây giờ có ai, có mẹ, giờ mẹ lo, giờ nay mẹ nên nhất đủ thứ đi, không có đến nay đâu có đi làm mướn gì nổi đâu. Dạ. 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 Này là chưa vợ con? Chưa. Mẹ hồi năm 33 tuổi. Vậy là mấy năm rồi hả cô? Nay 10 năm rồi đó. 10 năm. Nay là bốn mấy tuổi? Nay 40 mấy rồi. Dạ dạ, 43 tuổi. 10 năm là 43 tuổi. Dạ dạ dạ. Đi chút. Dạ. Dạ, vậy thì lấy ông nữa không? Dạ. Dạ, chỗ xe bên đây nó biết khách thì nó dưới này nó hết rồi. Dạ ha. Dạ. Mình gửi quà tháng rồi tới lúc khách trước cái tháng giêng. Dạ. Cho thuốc em mà quên. Thuốc. Chắc thuốc cho uống tạm này cho. Là tạm nhất rồi mà đi cái xe thì quên. Quá hai lần rồi sao lắm. Chú cảm. Hai lần. Ngày uống hai lần. Ngày uống bệnh gì nè. Sáng uống một lần, tối uống một lần. Chứ đừng có uống một lần hai gói là không có được. Dạ. Như một lần một gói chứ không có được hai gói. Một gói nó tới hai cái lần uống trong đó rồi. Rồi thôi anh em mình đi. Uống gói ngày hai lần nha bà. Uống gói ngày hai lần hả? Chứ không phải gói lần hả? Không, đi không được. Cho gạo phải leo qua hàng gạo. Ngày này thuốc cảm nè. Thuốc cảm. Đang xây dựng cái thánh đường của người Mỹ á. Dạ hả? Cái này là thánh đường. Cái này là chùa Mỹ. Hồi giáo. Một lần bệnh đã. Giáo Hồi giáo Mỹ. Ngày uống bấm rồi. Có nhiều. Miên đạo Phật. Miên là đạo Phật mà. Giáo. Rồi. Quay cô gái leo rào. Rồi dính cô gái leo rào đưa lên. Đi phát bà phải leo rào mới được chứ không hơn leo rào là. À, giờ quay luôn cô gái leo đống đá luôn. Không leo rào là đâu có nhận á. Phải leo mới có là nhận.
Cái này là ngoài phát phát cái này là thuốc cảm nha. Một gói là uống hai lần. Một gói uống hai lần. Nó là hai lần nó chứ không phải một lần đâu nghe, đừng uống hết mình đó. Có cái này cũng cảm thôi. Dạ. Do ba con đi hơi tóc. Để đâu gỡ số cho thuốc cảm cảm nhất cảm ho rồi đây. Trời ơi. Cái viên xanh là cảm ho nghe, cái viên đen là cảm nhất. Còn tay con bị từ nhỏ đến giờ luôn vậy hả? Mổ đầu, liệt tay. Bị tai nạn ấy, nó bị sao này không? Dạ. Nè, như có cái viên xanh vậy là cảm ho. Còn cái viên đen là cảm nhất nghe. Bọc là uống hai lần. Bọc uống hai lần. Dạ. Nó khác nhau nha. Ở đây mình có đất cát có cái gì không? Có rẫy trồng mà mắng cầu mì không? Dạ. Ba con bán thì bình bán rồi thì ở đây sống có hai cha con vậy hả? Dạ. Dạ. Có chị em gì nữa không? Dạ, có nhỏ em gái ở bên xứ đó. Mấy chú ghé ngay mặt ra hoài đi ha. Dạ. Đoàn đi con mới đi, con đi đoàn làm nhà mình vui như ba ngày Tết con đâu đi được. Dạ, ta mới tính dọc con ra. Mới đi dẫn con đi, cái nghe ta đi vậy. Đi, đi, đi. Linh, đi, Linh, dừng coi. Hết lời nào, chém không? Anh, mày thắc từ lúc con mới cho cái một người lên mua mình mà đang làm ở ngoài để chạy về hả? Em, hãy ăn cơm, ăn cơm rồi thì mình lên nha. Cái rồi bún một mình tiếng một chị nghe chung chị hết ngày nay.